Vũ Kali Cuộc Sống Mỹ mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại bây giờ là gia đình mình đang có mặt ở thành phố Cần Thơ ha. Thì gia đình mình đã rời thành phố Bà Rịa vào lúc 4 giờ sáng và đi xe lên về nhà miền Tây, thành phố Cần Thơ. Thì từ Bà Rịa mà chạy tới thành phố Cần Thơ là khoảng 6 tiếng lái xe. Vì mình gia đình mình đi lúc sáng sớm á, cho nên là không có kẹt xe ha. Thì đi giữa đường nghỉ ngơi, ăn uống rồi xong thì khoảng bây giờ tới đây thì khoảng gần 12 giờ trưa rồi. Lên đến đây thì gia đình mình đang chuẩn bị lấy khách sạn. Thì hôm nay gia đình mình sẽ ở tại khách sạn Holiday ở ngay thành phố Cần Thơ, sát bên chợ Cây Khế đó cả nhà. Thì sau khi lấy khách sạn xong thì gia đình mình sẽ đi ăn cơm trưa ha, và sẽ đi vòng vòng ở thành phố Cần Thơ tham quan một chút về thành phố Cần Thơ. Và tới chiều tối thì gia đình mình sẽ ra bến Ninh Kiều coi ca nhạc sống và đờn ca tài tử luôn. Thì bây giờ mời cả nhà cùng đi du lịch ở miền Tây và tham quan thành phố Cần Thơ, cũng như là lát nữa đây thì chiều tối thì ra bến Ninh Kiều tham quan và vui chơi cùng với gia đình mình nha. Đây có phở mắt bò tái nạm gân viên. Phở mắt bò nghe lạ lạ thế em. Là viên của mắt con bò. Thấy không? Viên cơ phở mà mình ăn viên của mắt con bò. Nguyên con mắt con bò luôn hả? Ghê vậy. Mắt con bò ăn được hả? Ăn cơm xong thì cũng hơn 1 giờ rồi cả nhà. Thì bây giờ cũng trưa, cũng nắng lắm, nóng lắm. Mà gia đình mình thì nói thôi đi đi bộ đi vòng vòng cho nó coi đường xá rồi này kia cho nó rõ. Cho nên là đi bộ rồi tìm những cái chỗ mà siêu thị á, mát mát á. Mấy đứa nhỏ nó chơi, một chút xíu. Ở Việt Nam thì đi một chút xíu có mấy cái quán cóc nhỏ nhỏ vậy nè, trước nhà người ta hay bày ra người ta bán cả nhà. Trưa vậy á, không thấy ai đi bộ hết trơn á, chỉ có gia đình mình đi bộ không à. Người nó phải né mình, đi người đi bộ mà. Để bên. Sài Gòn hả? Giờ vô đây vô trung tâm mua sắm Cần Thơ. Đứng chụp hình cả con. Vô trung tâm mua sắm. Ô, giờ này nó mát quá hả? VinFast à? Anh xe VinFast á. Lên xe. Lên xe. Ồ, mấy chiếc Honda cũng có VinFast luôn.
H&M luôn. Ủa thang máy sao kỳ vậy? Thang máy một bên thì không mở, một bên thì mở. Tiết kiệm điện. Đông quá cho nên là hạn chế cái phần lên, còn phần xuống thì tiết kiệm điện. Này bên Pantheon là shop bên tí em. Winmart này là gì? Chợ hả? Ở bên kia là đồ ăn Hàn Quốc, buffet, đồ nướng Hàn Quốc, thịt nướng Hàn Quốc. Cái này là lẩu măng chuyền. À, kimchi, lẩu măng chuyền. Lẩu măng chuyền này nhiêu người? À, lẩu băng chuyền là 289.000 một người. Ấy trời ơi, lên cái đám rồi hả? Trưa gia đình mình cho mấy đứa nhỏ nó vào siêu thị á, cho nó mát mẻ. Với lại trong đó có mấy cái game á, mấy cái trò chơi cho mấy đứa nít đó, cho nó chơi cho nó vui một chút xíu, cho nó mát một chút xíu. Rồi bây giờ thì cũng chiều tối rồi, thì gia đình mình đi ra đón chiếc xe điện ha, chạy đi ăn tối và sau đó sẽ ra bến Ninh Kiều luôn ha. Thì cái xe điện này đó cả nhà là 10.000 một người nha. Mình không biết họ tính như thế nào thì mình cũng không có rõ cho lắm ha. Nhưng mà từ cái chỗ mà mình bắt đầu đi á, họ bắt đầu chở mình cho tới cái chỗ ăn á, thì mình thấy khoảng chừng 15 phút ha. 15 phút lấy xe. Thì họ lấy là 10, cứ 10.000 một người thôi. Và con nít là đi free, không có tính tiền nha. Bởi vậy mình cũng không có rõ là họ tính theo km hay là họ tính theo như thế nào, mình cũng không có rõ cho lắm. Nhưng mà so ra hôm bữa mình có đi Phú Quốc á, là mình thấy giá cả đi xe điện này á rẻ hơn ở Phú Quốc rất là nhiều luôn á cả nhà. Rồi, tới nơi rồi, xuống xe. Ồ, nguyên cái hàng hải sản tươi sống nè. Quá trời. Món tay chúa à. Quá trời hải sản tươi sống luôn cả nhà. Được, mặt tuột nè, tôm nè, cua, ốc móng chân. Thì các loại hải sản này á, ai có nhu cầu mua thì nhà hàng mua xong thì nhà hàng sẽ chế biến tại chỗ luôn cho mình ha. Gia đình mình đi vô ngồi ăn. Đi xin cho ăn, có ăn mà không? Sao đi xin chó vậy? Vừa bữa đi ăn cũng có lóc đi xin khi có chị S.
Cái gì vậy hả? Ăn dĩa hả? Rồi để đây nè. Đây nè. Ăn cơm với con bây giờ. Cơm chiên hả? Ừ, cơm chiên, cơm chiên. Rồi đó, giờ hết rồi đó. Rồi đó, à. Ngon cơm. Ngon. Giá của mẹ cũng ngon á. Em đi thôi, anh nói nghe nè. Ngon sẽ. Ngon. Bún mì giống như bún ruột, bún ruột luôn á. Đứa nào cũng ngon. Thì ăn tối xong gia đình mình cũng đón xe điện để chạy thẳng ra bến Ninh Kiều luôn ha. Thì những cái tàu ở bến Ninh Kiều á là khoảng 7 giờ rưỡi là bắt đầu tàu tới hàng luôn nha. Thì gia đình mình cũng hơi bị trễ rồi đó cả nhà, cho nên là cũng tranh thủ lực lực chạy lên đây. Khi tới đây thì tàu nó đã bớt càng rồi á. Nó báo à, lên thuyền, lên thuyền. Rồi nó cũng đẻ không ai, nó cũng đẻ làng. Thì mình thấy dọc ở bến Ninh Kiều á có rất là nhiều cái du thuyền luôn nha. Thì tùy theo gia đình mình chọn cái du thuyền nào để lên đó. Hầu như cái du thuyền nào cũng phải hành vào lúc 7 giờ rưỡi. Thì mỗi du thuyền nó có một cái giá cả cho những cái du khách chọn lựa khác nhau ha. Thì hôm nay gia đình mình sẽ lên cái du thuyền Ánh Dương ha. Giờ mình chuẩn bị lên tàu đi Vượt Biên. Review sơ cái menu ở trên du thuyền Ánh Dương cho cả nhà mình xem luôn ha. Thì thực đơn có nước giải khát và cái đồ ăn uống cũng có đầy đủ lắm cả nhà. Mình không có cần mua vé lên cái du thuyền này nha cả nhà. Thì lên cái du thuyền này mình chỉ cần uống nước hoặc là mình kêu những cái món ăn trên đây thôi, mình không có cần mua vé lên tàu ha. Không có cái mò nước bắc nữa. Ngon quá, ngon quá. Hả? Không, tại mà nhậu ở đây khô, cho nên kêu hai món này ra nhậu. Bây giờ từ đó đi xuống ra khỏi vòng vòng quay á, mua được một khô rồi. Mình không kêu đồ ăn cũng được, mình lên mình uống nước, mình thưởng thức ca nhạc, rồi hát cho nhau nghe vẫn được luôn cả nhà. Thì mình có thể ăn tối ở trên đây luôn ha. Nhưng mà hồi nãy thì gia đình mình đã ăn tối ở ngoài rồi, cho nên là hôm nay chỉ lên du thuyền
để hát được luôn á cả nhà. Có chương trình ca nhạc hát cho nhau nghe đó. Rồi ngắm cảnh sông nước miền Tây nè, rất là mát mẻ luôn cả nhà ơi. Wow, rất là mát luôn á. Trời cũng làm như cũng chuyển mưa rồi hay sao á, mình thấy có sấm chớp kìa. Thì thường á, một cái du thuyền buổi tối là khoảng nó chạy khoảng 1.5 tiếng đến 2 tiếng, thì mình ngồi đây mình có thể thưởng thức ca nhạc, ăn uống, ngắm cảnh sông nước. Xa xa thì có những cái tòa nhà cao, có những cái đèn có thể ngắm. Wow, rất là hữu tình, rất là mát mẻ, rất là thơ mộng luôn cả nhà. Bây giờ thì tới gia đình mình mới lên đăng ký hát rồi cả nhà ơi. Bây giờ mời cả nhà coi gia đình mình nha, những ca sĩ, những ca lẻ chứ, những ca lẻ của gia đình mình bắt đầu từ từ lên sân khấu. Oh,
Rồi nhiêu thuyền ca hát nhảy nhót quậy tưng bánh luôn cả nhà ơi, thì gia đình mình bây giờ cũng phải rời khỏi thuyền thôi.
Và bây giờ thì mình cũng sẽ tạm ngừng cái video của mình ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ. Và hẹn gặp lại cả nhà ở những video kế tiếp của Vũ Kali Cuộc Sống Mỹ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.